Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Mèo Pèo. Như đã hứa ở video lần trước, đó là mình sẽ thực hiện thử thách, đó là chuyển qua cái skin mèo tím để trà trộn sảnh liên thông ngày chủ nhật các bạn ạ. Rất là nhiều bạn yêu cầu mình là anh Mèo Pèo thử đổi qua skin mèo tím mộng mơ đi. Lúc đầu thì mình cũng thấy là chỉnh qua mèo tím trông có vẻ là khá là giống màu hồng đấy. Thì nó có sợ bị trùng với cái skin mèo hồng không? Mà sau một hồi mình ngồi mình chỉnh thử thì hóa ra chúng ta vẫn có thể chỉnh qua màu tím được các bạn nhá. Để mình mặc lại cái bộ này đã. Đây, bây giờ mình sẽ chỉnh thử cái skin là mèo tím cho bạn coi em nào. Màu tím thì xem chừng là cũng màu tím thì mình sẽ chỉnh ở trong khoảng này. Đấy, chỉnh ở trong khoảng này các bạn nhá. Đấy, mình định tìm làm kiểu màu tím này. Màu tím nó hơi đậm một chút. Đó, ok. Mình nghĩ là màu tím này là khá là đẹp này nhờ. Rồi, thì hôm nay mình sẽ thử thách đó là trà trộn sảnh liên thông Minua ngày chủ nhật bằng cái skin mèo tím mộng mơ, để coi xem là phản ứng của các bạn sẽ như nào nha. Cũng mấy hôm rồi không trà trộn các bạn ạ. Rồi thì trước khi bắt đầu video, các bạn đừng quên để lại một like, đừng quên chia sẻ với bạn bè, và đừng quên nhấn đăng ký cho đăng ký ủng hộ Mèo Pèo các bạn nhá. Đây, nhưng mà thắc mắc là anh Mèo Pèo nhảy kiểu gì đây này? Đó, nhảy kiểu này này, đó, nhảy kiểu này này, thể hiện này, đó, xong có gì nhỉ? Có cả cái mà tạo dáng à? Xong rồi hình như là có cả ngầu này. Nhảy hip hop à, trời ơi, đó. Như bạn cứ thắc mắc là anh Mèo Pèo nhảy kiểu gì, nhảy kiểu này đấy. Đấy, rất là dễ thôi, rất là đơn giản thôi. Bây giờ thì mình sẽ chỉnh tiếp màu tím này. Màu tím đúng không? Màu tím ạ. Ui, chỉnh màu tím khó phết nhở. Chỉnh qua màu tím mà cũng nghe chừng cũng hơi căng rồi. Được nè, được của nó nè. Ái chà chà. Ui, chỉnh màu tím nó nhạt nhạt một chút các bạn nhở. Mình nghĩ là chỉnh màu tím nó nhạt nhạt một chút thì hợp lý hơn đấy. Ui, đẹp phết đấy chứ nhở. Màu tím mộng mơ đẹp đấy các bạn ơi. Hay đổi găng tay đi, đổi qua găng tay này đi. Mình sẽ dùng găng tay này nhá. Màu tím mộng mơ. Hợp lý các bạn ơi. Ui, màu tím. Màu xanh tím than này. Ui, được của nó phết nhở. Mình thích màu tím của này hơn, chứ kiểu màu tím là nó chóe kiểu hơi tím quá ấy. Thì nó không thích lắm các bạn. Mình thích kiểu hơi tím, hơi xanh xanh một chút này này. Đó, thì nó hợp lý hơn đấy. Ui, đẹp phết cả đời. Ui, skin mèo tím này cũng trông nó ra gì ấy chứ nhở. Chất chơi người rơi đấy. Nên cầm đeo ba lô nhở, hay là đeo cái con gấu rồi ta. Mình vẫn thích dùng đàn guitar hơn. Thực sự mình rất thích cầm đàn guitar thôi. Chỉnh qua đàn guitar màu tím đi. Đàn guitar màu tím đẹp mà. Đó, đàn guitar màu tím trông nó chất chơi người chơi không. Trời ơi, ôi. Được của nó mà. Màu tím mà, màu tím mà, màu tím mà. Đấy, màu hơi tím tím, hơi xanh xanh này. Ôi, được của nó các bạn ơi. Trời ơi, dây đàn màu tím nữa này. Ê, trông được của nó chưa. Bây giờ chỉnh cái mũ tiếp nha. Cái mũ nào nhỉ? Cái mũ mèo đâu nhỉ? Đây. Nào, bây giờ chỉnh màu tím của cái mũ này. Ok, từ từ nha. Cái màu tím nó không thích đâu. Đây, màu tím của này trông nó hơi lóe bạn ạ. Mình không thích màu tím này lắm. Đấy, mình thích kiểu hơi tím xanh xanh này. Đó, trông nó rất là đẹp luôn. Đấy, ok, có vẻ ổn nhỉ. Tăng màu đỏ lên một chút này. Đó, ok. Bây giờ chỉnh tiếp cái này này. Chỉnh cái phần tai này. Màu này vẫn ổn đấy. Ok, kéo lên tí nữa. Rồi. Cái này chỉnh tiếp cái này này. Đẹp phết toạn ạ. Ui, trông rất gì vào này nọ chứ nhở. Wow, skin màu tím này mình thấy đẹp đấy các bạn nhở. Đẹp mà, mình thấy là khá đẹp đấy. Bây giờ khẩu trang à, mình nên đeo gì, đeo kính à? Đeo kính nhá, đeo khẩu trang nhiều rồi nhở. Đeo khẩu trang nhiều rồi, hay đeo cái này nhở. Mình nghĩ mình sẽ đổi qua khác đi, không đeo khẩu trang nữa đâu. Đeo khẩu trang nhiều rồi. Bây giờ chuyển đeo kính đen đi, đeo kính râm đi. Đeo kính râm màu tím đi các bạn ơi. Kính râm màu tím này. Hợp lý các bạn ơi. Ui, từ đó chỉnh qua màu tím. Ui, trời ơi, nhìn hợp lý không? Trời ơi, nhìn như kiểu ca sĩ nhạc rock luôn nè. Có dấu chân màu tím không? Không có dấu chân màu tím, hơi tiếc một chút. Thôi dùng tạm cái này vậy. Ok, rồi, bây giờ thì cần cái skin mèo tím này lên sảnh lên thông. Ui, nhìn đẹp mà. Thế ông trông cái skin mèo tím mà trông đẹp mà nhở. Nhìn đồ của nó chứ. Màu tím mộng mơ nhìn đẹp phết ở đây. Mình thích cái màu tím kiểu như này này đấy. Màu tím nó hơi sẫm sẫm một chút như này, nhìn rất là đẹp luôn. Ui, trông tổng thể nhìn rất là hài hòa nhá. Chỗ đậm chỗ nhạt nhá, đấy, kiểu chỗ hơi bóng bóng một chút này. Nhìn cảm giác là trông ok phết nhở. Trời, được của nó đấy các bạn ơi. Được, lên sảnh thông ơi. Để coi xem là chủ nhật nó có phòng thì đông đông không. Để coi em nào, chúng ta gặp nhau. Map mới à? Yêu nhau đi FA chi. Dạo này có nhiều map lạ lạ nhỉ. Dạo này bây giờ có mềm kiểu map chào lưu đám cưới kiểu mới à? Đây bảo thử em nào. Hay là lâu rồi mình không nhớ nữa. Dạo này cũng lâu lắm rồi không lên sảnh liên thông các bạn ạ. Nào, vào thử em nào.
dùng đậu bồi dưỡng hai con chim cánh cụt sẽ tạo ra chim cánh cụt con. Dùng đậu bồi dưỡng á? Ở chỗ nào ấy nhỉ? Sao mình không biết nhỉ? Hai con chim cánh cụt đó ở đâu ra đấy? Mình không biết nhỉ? Ủa, nó là chỗ nào đấy? Cái này một tính năng mới à? Mình cũng không để ý đâu, thôi kệ đi. Ờ, ủa mà cái á? Cái mắt kia bị lát rồi, để qua mắt khác vậy. Ủa, mắt cắp treo này, cắp treo ngắm cảnh này, 3 trên 6 người này, vào luôn các bạn ơi. Lâu rồi không chơi cắp treo. Ồ, có ăn gà, ui. Map này hồi trước mình chơi một lần rồi này. Đợt trước mình có cái thử thách đó là lần đầu trải nghiệm đi cắp treo ấy. Ờ, đi kiểu gì nhỉ? Thả đây đúng không nhỉ? Ui, chứ là cắp treo rồi. Lệch cắp treo còn đâu. Vì là cắp treo vẫn đi được cứu kìa. Ủa, ai cần cứu đây? Đây đây, tôi cần cứu đây. Ồ, hello, hello. Hello. Sao mà cứu? Ủa, sao mà cần cứu vậy? Đâu rồi? Để mình đi tìm bạn đâu. Ủa bên họ đâu rồi? Ơ, hình như ở điểm hồi sinh kia. Ủa sao tiếp bên kia vậy? Lạ nhở? Đâu, để mình đi qua cứu nào. Không biết bên bạn kia đang ở đâu nữa mà cần cứu các bạn ạ. Ơ, sao xa nhở? Mấy tên này rủ nhau qua bên kia làm gì đây? Ui, xa thế. View. Ủa, mấy ông này đi đâu mà xa vậy? Mấy ông này không biết là đi đâu các bạn ạ. Ủa chết rồi, cái này không biết là kỳ lân nó không đi được trên nước. Ôi, xài khủng long các bạn ơi. Ui. À, đây, mấy ông làm gì đấy? Ủa, mấy ông này làm gì đấy? Đây, hello. Ủa, hello. Đi theo tôi, đâu, ông nào, theo ông nào, ông Nghi là ông nào, ông Nghi ở đâu? À, đây, Nghi đây, hỏi chấm. Đây, làm sao? Đây, đi đây, đi đâu? Đó, hey. Úi dồi, ông kia rồi, xong rồi, đánh khủng long. Cái tội đánh khủng long này, nó cắn cho sấp mặt luôn. Rồi, xong rồi, đánh khủng long. Úi dồi, nó dí theo. Chạy đâu bạn ơi, rồi xong may nhá, nó bị kẹt rồi. Theo tôi là theo đâu? Theo đâu? Ok, đâu, đi theo thầy Nghi em nào. Đi vào, đâu nhở? Nghi đâu rồi? Ủa? Thầy Nghi đi vào hang à? À, đây, chui nước làm gì vậy? Ủa, alo? Úi dồi, nó cắn kìa. Nó cắn các bạn ạ, nó cắn. Rồi xong rồi. Bị cắn rồi, không lên được rồi các bạn ơi. Rồi xong, bị con khủng long nó cắn rồi các bạn ơi. Rồi xong, thanh niên Nghi bị con khủng long nó đuổi kìa. Cái tội chơi khủng long để mình thả khủng long. Ê, thả khủng long. Ui, cắn chết luôn kìa. Khổ thân luôn, thôi mình té đây. Rút lui các bạn ơi, rút lui. Rút lui thôi. Ủa, ôi, có mắt đám cưới này, đang chuẩn bị này. Vào thử không nào. Không biết có mắt đám cưới màu tím hơn ở hợp với cái bộ này nhờ. Nếu như mà có mắt đám cưới màu tím thì nó hợp bộ này hơn đấy. Wow, ui. Skin mèo tím trông đẹp phết ui. Cái tông màu nhìn đẹp phết mà. Nhìn đẹp mà các anh chú mọi người nhầm, nhìn đẹp mà. Ui. Skin mèo tím mà nhìn đẹp này. Ui, đây chắc là mèo Simi fake rồi. Đây là hàng fake rồi. Hàng này hàng fake rồi các bạn ạ. Nhìn cái tên là biết là fake. ID này, ID đầu 87 là fake rồi. Ui, nhìn đẹp phết nào. Úi rồi. Trông nhìn đâu, nhìn mèo tím mộng mơ đẹp không? Nhìn xịn xó. Ui, nhìn màu, mình thấy màu sắc đẹp mà nhờ. Cái màu này trông rất là hợp lý này. Ê, nhìn đẹp phết đấy các bạn ạ. Gì ấy, mẹ béo nào, để mình ăn cái bánh khổng lồ nữa. Đây, ăn cái bánh hóa khổng lồ nào. Mèo béo nào, tôi fan mèo béo, không phải mèo béo. Ai, tôi fan mèo béo, không phải mèo béo. Hey, mèo béo nào ở đây. Hey, mèo béo khổng lồ, nhìn đẹp phết mà nhờ. Nhìn màu sắc đẹp mà. Ui, trông màu nhìn đẹp nhờ. Ui, cúi, hey, cà xi nhạc rốc. Cà xi nhạc rốc mèo béo. Hey, nhìn hay phết rồi. Hey, cú chào. Hey, đánh đầu. Đánh đầu các bạn ơi, đánh đầu. Hu, nhìn hay phết rồi. Hey, này. Trông nhìn thú vị phết các bạn. Cái skin, ui, mình thấy cái màu này nhìn đẹp mà nhở. Cái phối màu này đẹp mà. Trông nó kiểu hài hòa phết đấy. Kiểu nó vừa đậm vừa nhạt ấy, đấy. Phối hợp giữa đậm và nhạt trông nó ra gì phết mà. Nhậu nhìn đẹp mà. Công trông được của nó phết đấy các bạn ạ. Hey, nhìn hay phết. Mẹp đúng rồi, mèo béo phết đấy. Có phải mèo béo riu đâu nhờ. Không biết là có mắt đằng cưới màu tím không để hợp. Ui, cái skin này hợp với cái màu lá này phết nè. Cái lá này, lá trên Horus này. Nhìn hợp màu hôm nay. Trông hợp với cái màu lá phết các bạn ạ. Ôi chết giỡn bị kẹt rồi nè. Đấy, hợp với cái màu cây này. Đấy, nhìn hợp lý không các bạn ơi. Nè. À, kiểu đứng ở đây trà trộn được này. À, ôi. Để mình ăn cái bánh thu nhỏ nữa. Đứng ở đây khéo chả ai nhìn thấy luôn ý. Để mình cắn cái bánh thu nhỏ nào. Ở bị lag kìa, không nhìn gì.
từ đã, ăn cái này đã, à ăn thử nào, biến nhỏ nào. Ok, ăn phát nữa. Ôi, đang bị cái to này, quên mất là phải có cái gì nhỉ, cái sữa cơ, không có cái sữa nữa, không có cái sữa dê nữa. Ở đây không cho sữa dê, mình không reset được. Không reset được hiệu ứng các bạn ơi. Không có sữa dê thôi, để mình để kiểu nút trong này đấy, kiểu hóa nhỏ không? Hóa nhỏ xong nút trong này chẳng ai nhìn thấy luôn. Đấy, ui, đúng kiểu tàng hình luôn đi các bạn ạ, ui như kiểu tàng hình luôn đi này. Úi xồi, cái này mà mình thu nhỏ lại đúng kiểu chả ai nhìn thấy luôn. Trà trộn cực mạnh các bạn ạ, ui cái này khác thì tàng hình đâu nhờ. Wow, ui đợi 50 giây nữa, đợi 50 giây để mình tàng hình cho các bạn coi nhá. Ui mèo béo tàng hình các bạn ạ. Ẩn thân chi thuật, úi xồi, ẩn thân chi thuật là có thật các bạn nhá. Nè, đứng ở trong này để mình đứng lưu lưu từng tí. Lát nữa mà kiểu hóa nhỏ ấy nhờ. Trời ơi, xịn thực sự ơi. để 30 giây nữa nhá. Để 30 giây nữa mình hóa nhỏ thử em nào. Đấy, còn 30 giây nữa thôi. Để ẩn thân chi thuật các bạn ạ. Ui, đúng tựa hợp màu này. Đúng tựa hợp màu cái lá luôn. Mình quên mất cái lá gì rồi. Mình quên mất tên được cái lá gì nhỉ. Quên mất tên cái lá này rồi các bạn ạ. Bạn nào mà nhớ tên cái lá này lá gì thì đừng quên để lại bình luận phía dưới nhá. Mình không biết cái lá này lá gì nữa. Chịu các bạn ơi. Đợi thêm 10 giây nữa này. 10 giây nữa để ẩn thân. 10 giây nữa các bạn ơi. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok rồi. Mèo béo ẩn thân cho bạn coi này. Đấy. Để treo trên này ẩn thân. Úi xồi ôi. Này. Đố ai biết mèo béo ở đâu luôn này. Ui. Đứng trong này không nhìn thấy gì luôn các bạn ạ. Màu tím kiểu hòa mình vào thiên nhiên luôn này. Úi xồi ôi. Đố ai mà nhìn được. Ẩn thân cực mạnh các bạn ơi. Úi dồi ôi, mèo béo ẩn thân cực mạnh luôn. Cái này mà chơi trốn tìm chắc là bá lắm này. Này, chả ai nhìn được luôn ý. Cùng màu tông màu luôn này, đố ai mà nhìn được. Sờ gắt CT các bạn ạ. Ok rồi, đi lượn phòng khác đi. Này đổi qua xem còn. Ô, có mắt cắm trại nhìn đẹp phết nhở. Để vào thử nào. Mắt cắm trại này trông nhìn có vẻ hay ho đấy. Để vào hóng thử xem các bạn ạ. Bạn đặt tên là Well Educated Anabe. Ông này tên là Relibo Chitter, Relibo Trone, cái gì? Tên khó đọc thế. Sao ông này tên tiếng Trung Quốc nữa? Ơi, có bạn Mai Cô Tè đây. Bạn Mai Cô Tè chắc là người Việt Nam đây. Ông này tên Trung Quốc, xong ông này là tên kiểu tên nước ngoài gì đấy, chả hiểu. Ôi, Nini tên là Nini. Ok. Hỏi chấm. Hello. Chú cả cú chào. Hey. Ôi. Thôi đánh nhau vậy? Ủa sao tự nhiên ông Well gì kia ông đánh nhau vậy? Ông cầm kiếm kìa, bị tự nhiên cầm kiếm đánh nhau kìa. Hỏi chấm. Ủa? Sao lại cầm kiếm đánh nhau? Map cắm trại sao lại đánh nhau? Bạn bị làm sao thế? Hỏi chấm. Ủa? Thì đánh nhau là sao nhở? Map cắm trại mà, tôi vừa vào thì đánh nhau tùm lum các bạn ạ. Hey. Ôi, có thanh niên Tùng kìa. Có thanh niên Tùng vào phòng kìa. Cú chào. Ui, nhìn hay phết nhở. Ôi, có thanh niên Tùng vào phòng kìa. Lâu lắm không thấy thanh niên Tùng các bạn ạ. Ông này đến PvP cũng chết đấy. Thanh niên Tùng này chơi PvP cũng khá gắt luôn. Bạn này mà coi mẹp béo từ hồi trước thì chắc là biết. Chắc chắn là biết thanh niên Tùng này. Đợt đấy có thanh niên Tùng này hay chơi cùng mình này. Đó, lâu lắm rồi không thấy chơi cùng. Chắc là đang ôn thi sao ấy. Chắc là đang bị ôn thi các bạn ạ. À đấy, ngày nào các bạn thi xong thì đừng quên để lại bình luận phía dưới nhá, để mình coi xem là khi nào các bạn thi xong các bạn ạ. Ôi, hello. Hey. Đánh đầu. Hey. Đánh đầu. Vù. Ui cái gì? Ngứa tay à? Thanh niên bị ngứa tay à? Bị ngứa tay hả bạn? Ủa, tôi cầm kiếm chém đấy, cầm kiếm đập kinh vậy, ghê vậy. Để mình đập cái cầu thang này không cho leo lên luôn, đập cái cầu thang đấy. Không, chủ map cầm kiếm kìa, xuống. Ok, mình bạn lên thì mình đi chỗ khác. Mình lên chỗ khác. Hay nhở. Ê, đứng trên cây này. Này. Ấy, hồi xong rồi tự nhiên thấy không? Chả làm gì nó cũng kích các bạn ạ. Đấy, nó đi đánh nhau xong rồi kích người khác. Chả hiểu kiểu gì luôn. Ôi, lớp ma sói ở trong nhìn có vẻ xịn đấy nhở. Ủa ma nhìn xịn đấy. Ủa ma là bể vạ người tải rồi. Thôi không chơi đâu. Ma nào mà nhiều người tải rồi để xem sau các bạn ạ. Ủa mà nhìn đẹp phết nhở. Ủa ma ở trong hay đấy, để tánh cứ tải về xem nào. Tải về chơi thử có gì chơi sau các bạn ạ. Trong nhìn có vẻ xịn sò đấy. Parkour 100 level, ma này cũng lâu rồi mà nhở. Ma này cũng...
cũng lâu rồi, mình nhớ mắt này cập nhật từ lâu rồi, hình như là mới lên phòng máy chủ hay sao ấy. Nào, dạo này lâu lắm không thấy map parkour tuyển chọn nhá nhở. Lâu lắm rồi mình không thấy có cái map parkour nào tuyển chọn. Ủa ôi, ông này mở phòng PC 40 người cơ mà, chủ phòng đóng phòng. Ôi, map đám cưới gì mà 4-6 người này, vào xem thử em nào. Dạo này có công nhận không? Giờ này các bạn có công nhận với mèo béo không? Rất là ít map luôn nhá. Cực kỳ ít map đám cưới ấy mà tuyển chọn, nhầm map parkour tuyển chọn. Ôi, ở chấm. À, vừa vào cầm súng mà bắn nhau vậy. Ông mày bị ngứa tay à? Chết dở, vừa vào cầm súng bắn nhau các bạn ạ. Đi ẩn thân tiếp đây. Ủa nhưng mà cái skin này ẩn thân hơi lạc màu. Cái này mà dùng skin mèo hồng ẩn thân này. Đấy, phải dùng skin mèo hồng ẩn thân cơ. Ôi. Ê, từ từ. Hello. Hello. Ô, thế này Hanakute nghe tên quen nhỉ? Hanakute, nhưng nghe tên đâu rồi, hình như là mình thấy ở đâu rồi các bạn, nghe tên quen lắm. Hình như là gặp ở đâu đó rồi hay sao ấy các bạn ạ. Ở đấy rồi, hình như ông này chơi cùng mình rồi đúng không? Bắn súng các thứ là Hanakute, nghe quen lắm. Hey. Cú chào, hey. Đổi đánh đâu. Ôi, đánh đâu các bạn ạ. Ôi nhìn hay phết nhở. Hey. Nhìn hay mà. Cái hiệu ứng này, cái kiểu cái gọi là cái gì nhở? Cái biểu tượng cảm xúc này, cái cảm xúc đánh đầu cái này gì nhở? Em không biết tên là gì các bạn ạ, nhưng mà nhìn hay phết. Trông đánh đầu nhìn hay phết. Hey. Nhìn hay mà. Kiểu nhảy hey, quẩy nhạc. Nhạc lên. Hey. Nhìn hay mà, trông thú vị phết mà. Ui, công nhận cái skin màu tím mà nhìn đẹp bạn ạ. Trông tông màu nhìn đẹp ấy. Nhìn tông màu tím mộng mơ đẹp không ấy. Màu tím mộng mơ trông đẹp như này cơ mà ấy. Hay. Mà nhìn đẹp thật nhở. Để công nhận là cái màu là nhìn kiểu nó phối đẹp này. Kiểu đậm nhạt, kiểu nó hài hòa ấy. Đấy, nó không kiểu bị chóe quá, nó không bị kiểu lé các bạn ạ. Nhìn nó rất là ok luôn ý. Cảm giác trông là thú vị phết. Được của nó đấy các bạn. Ôi, ông là cầm súng mấy. Nó nhau kinh đấy. Nào, sao bắn súng này? Hỏi chấm. Ôi hay, sao bắn súng? Cái gì đây? Bị ngón tay ở hả? Cái gì đây? Sao nó cầm kiếm ở đây? Ủa, sao nó có cả súng và kiếm ở đây? Ủa, ghê vậy. Tự nhiên thanh niên này cầm súng cầm kiếm các kiểu này. Ôi, té các bạn ơi, rồi. Chắc là video xin phép được kết thúc đấy thôi. Ôi. Cái skin màu tím là nhìn đẹp phết, trông cute phết đấy các bạn ạ. Rồi thì video xin phép được thôi đấy thôi. Các bạn có ý kiến đóng góp gì, muốn mẹ Peo làm thử thách gì nữa thì đừng quên để lại phía dưới các bạn nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.